chụp ảnh cuộc sống trong bóng tối ở nơi không có ánh sáng mặt trời chiếu rọi suốt 40 ngày. Murmansk là một thành phố ở tây bắc nước Nga, là thành phố lớn nhất thế giới nằm trên vòng Bắc Cực, nằm ở bên vịnh Kola, một khu vực của biển Barents. Murmansk được thành lập bởi Sa hoàng Nga Nicholas II vào năm 1916, với tên gọi ban đầu là Romanov on Merman. Theo chân nhiếp ảnh gia Amos Chapel đến từ New Zealand, anh có dịp tới thăm Murmansk vào những ngày trời đông, với nhiệt độ ngoài trời ở mức âm 13 độ C, do có vị trí địa lý đặc biệt, Cư dân thành phố Murmansk trải qua 40 ngày mùa đông hoàn toàn chìm trong bóng tối mỗi năm, kéo dài từ ngày mùng 2 tháng 12 đến ngày 11 tháng 1 năm sau. Những ngày mùa đông lạnh giá ghi nhận mức nhiệt độ âm, thậm chí xuống tới âm 30 độ C. Những năm 1990, các nhà khoa học Nga từng có kế hoạch đưa một tấm gương khổng lồ lên vũ trụ để lấy ánh nắng soi sáng những thành phố tại vùng cực như Murmansk trong những ngày mùa đông. Mặc dù nguyên mẫu đầu tiên vốn dùng để thử nghiệm đã được đưa vào quỹ đạo thành công, nguyên mẫu thứ hai lại gặp phải sự cố khi nước Nga chìm trong bất ổn kinh tế thời hậu Liên Xô, dự án tham vọng này cuối cùng bị hủy bỏ. Theo ông Konstantin, một cựu thủy thủ sinh sống tại Murmansk, ông yêu thích cuộc sống hoang sơ và tự nhiên tại đây. Mặc dù vậy, người đàn ông 52 tuổi này vẫn cảm thấy đôi chút mệt mỏi trong quãng thời gian không có ánh sáng mặt trời.